Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin chiều của truyền hình Quốc hội Việt Nam. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Vấn đề liên quan tới nghiệm thu, tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật được nhiều đại biểu quan tâm. Liên quan đến nghiệm thu, kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh đề nghị làm rõ thêm vai trò giữa các bộ ngành liên quan như Bộ Xây dựng, Bộ Công an để tránh chồng chéo, bởi trong luật xây dựng cũng đã quy định về nghiệm thu phòng cháy chữa cháy với công trình xây dựng. Ban soạn thảo phải làm rõ thêm, như thế là khi mà một cái công trình cần phải nghiệm thu đưa vào hoạt động thì sẽ có hai cơ quan đến nghiệm thu. Cũng là về phòng cháy chữa cháy thôi, vì cái anh bộ xây dựng thì anh ấy nghiệm thu toàn thể và trong đấy thì có cái phòng cháy chữa cháy, còn bộ công an, cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đến nghiệm thu về cái phòng cháy chữa cháy của cái công trình xây dựng đó. Thì cái chỗ này thì xem là cách xử lý như thế nào đấy, đơn giản hóa thủ tục hay một đầu mối, còn nếu mà như thế này mà hai cơ quan đến mà một cơ quan lại có thể được nghiệm thu, một cơ quan không nghiệm thu thì cái công trình đấy nó có đưa vào vận hành không, thì cái chỗ này cũng đề nghị phải làm rõ hơn. Trong khi đó, với tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật trong hoạt động phòng cháy chữa cháy, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ thêm và xây dựng các quy chuẩn phải cụ thể để bảo đảm tính tương thích và đồng bộ. Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, rất nhiều những vấn đề đặt ra đấy, các cái trang thiết bị, thế rồi là các công trình dự án đấy, đặc biệt đó là trong cái giai đoạn gần đây có rất nhiều những các cái trang thiết bị, các cái kỹ thuật rất mới. Thế thì vấn đề là xây dựng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn áp dụng thế nào. Ở trong cái dự thảo luật thì đã có cái điều 10, đó là cái điều áp dụng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn. Thế tuy nhiên thì vấn đề là xây dựng cái đó thế nào, công bố, ban hành, áp dụng cái đó như thế nào, thì chúng tôi đề nghị là cũng có các cái quan tâm thêm. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nhấn mạnh đảm bảo tính tương thích giữa dự thảo luật với các luật khác như luật hóa chất, luật quy hoạch đô thị và nông thôn để đảm bảo khi ban hành có tính đồng bộ và thống nhất cao. Cũng trong sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Việc áp mức thuế VAT 0% hay là 5% đối với phân bón vẫn là vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau. Sửa đổi luật thuế giá trị gia tăng lần này, Chính phủ đề xuất mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế VAT sang đối tượng chịu thuế 5%. Do phân bón không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng, nên doanh nghiệp không được khấu trừ thuế đầu vào cho nguyên vật liệu. Điều này không chỉ làm tăng giá phân bón, mà còn khiến các doanh nghiệp phân bón nội địa mất lợi thế cạnh tranh so với hàng nhập khẩu. Nêu quan điểm của mình, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh bày tỏ lo ngại việc áp thuế sẽ làm giá phân bón tăng, đồng thời khẳng định chính sách cần bảo vệ người nông dân. Đang từ 0% mà đánh thuế 5%, thì cái này là cái thuế gián thu. Và cuối cùng là cái người nông dân của chúng ta phải chịu cái giá trị đầu vào, chắc chắn là giá phân bón nó sẽ tăng lên. Nên quan điểm của tôi thì cứ phải bảo vệ cái người nông dân của chúng ta thôi. Dẫn chứng phân tích số liệu trong báo cáo đánh giá tác động, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Trường Giang cho rằng việc áp thuế phân bón 5% để giảm giá thành, giá bán là không thuyết phục. Nếu như mà chúng ta đánh thuế 5% thì mỗi một năm chúng ta, nhà nước sẽ thu khoảng 5.700 tỷ. Trong đó hoàn thuế cho doanh nghiệp khoảng 1.500 tỷ. Ngân sách nhà nước được 4.200 tỷ. Thế mà bây giờ thu của người nông dân, người sử dụng phân bón 5.700 tỷ mà bảo là giảm được giá thành, giảm được giá bán. Tôi thấy cái này không thuyết phục tí nào. Thống nhất ý kiến cần cân nhắc thật kỹ việc áp thuế phân bón. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Nia Kram còn đưa ra một góc nhìn khác. Đó là chất lượng phân bón mới là vấn đề cần quan tâm hơn cả. Nhưng mà qua tiếp xúc cử tri, cái người ta rất quan tâm đó là cái chất lượng của cái phân bón và các cái thuốc hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Mà tôi cho rằng đây mới là cái nhiệm vụ mà nhà nước trong quản lý mình cần phải chú ý. Chứ còn giá là người ta có thể điều tiết trong cái việc mà người ta tính toán trong giá thành sản xuất của cá nhân người nông dân. Bảo vệ cho đề xuất áp thuế VAT 5% đối với phân bón, đại diện cơ quan soạn thảo, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, cùng với việc điều hành và kiểm soát giá tốt, người nông dân sẽ không phải chịu thiệt. Thuế giá trị gia tăng là thuế gián thu, doanh nghiệp nộp thay cho cái người tiêu dùng thôi, người tiêu dùng phải chịu rồi. Nhưng mà thực tế trong cái đó điều nó cơ cấu vào giá hết, thành ra là chỗ giá bán cuối cùng là cái vấn đề hết sức là quan trọng.
Cho ý kiến về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc thấu đáo, đánh giá tác động đầy đủ, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước, nông dân và doanh nghiệp. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì phiên họp. Về dự án đầu tư xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ di tích, điều 29 của dự thảo luật, một số ý kiến đề nghị quán triệt nguyên tắc không quy định việc xây dựng công trình nhà ở, chỉ cho cải tạo, sửa chữa trên cơ sở phải giữ được nguyên trạng về mặt bằng, không gian, không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý tại điều 28, điều 29 dự thảo luật theo hướng việc triển khai xây dựng công trình, dự án đầu tư xây dựng công trình trực tiếp phục vụ bảo vệ và phát huy giá trị di tích và sửa chữa, cải tạo, xây dựng lại nhà ở riêng lẻ trên cơ sở hiện trạng nhà ở riêng lẻ đã có tại khu vực bảo vệ và phải bảo đảm nguyên trạng về mặt bằng và không gian. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc việc phân cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao cho phép đầu tư xây dựng công trình trong khu vực bảo vệ di tích để bảo đảm sự thống nhất và chặt chẽ hơn. Dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 9 chương, 101 điều, dự kiến được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 tới. Chiều nay, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ luật điện lực sửa đổi. Dự thảo luật được thiết kế bám sát 6 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 6 nhóm chính sách được đưa ra tại luật điện lực sửa đổi gồm quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực, phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, các quy định và điều kiện hoạt động điện lực và việc cấp thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, quản lý mua bán điện, quản lý vận hành hệ thống điện và an toàn sử dụng điện sau công tơ và đảm bảo an toàn đập hồ chứa thủy điện. Theo đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật quy định về quy hoạch phát triển điện lực, đầu tư dự án điện lực, phát triển năng lượng tái tạo, thị trường mua bán điện, quản lý nhà nước về điện lực. Trong đó, nhóm chính sách được quan tâm và đặt ra tại dự thảo luật là thể chế hóa các nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế giá điện phù hợp trong việc xuất nhập khẩu điện đối với các nước trong khu vực. Dự thảo luật đã bổ sung quy định về cơ chế giá điện trong việc mua bán điện với nước ngoài. Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án đăng kiểm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư và phần đối đáp tranh luận của đại diện Viện Kiểm sát đối với các trung tâm thuộc khối 5. Trong đó, Viện Kiểm sát đối đáp quan điểm của luật sư đưa ra nhằm gỡ tội cho hành vi đưa ra chủ trương nhận hối lộ của giám đốc các trung tâm đăng kiểm. Theo Viện Kiểm sát, chủ trương nhận tiền được lãnh đạo trung tâm, trưởng chuyền triển khai đến các đăng kiểm viên. Các đăng kiểm viên thực hiện nhận tiền của chủ phương tiện. Số tiền nhận được, các chuyền trưởng đều tập hợp, chia đều cho các lãnh đạo trung tâm. Vì vậy, các lãnh đạo, các trưởng chuyền phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền mà trung tâm chuyền nhận được tương ứng với trách nhiệm của mình. Việc một số bị cáo là giám đốc các trung tâm đăng kiểm đều có đơn tố cáo hai cục trưởng Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà nhận tiền hối lộ do mình trực tiếp đưa. Các phó giám đốc của các trung tâm cũng xác nhận việc được các chuyền trưởng chia tiền từ tiền nhận hối lộ. Số tiền được đưa đều đặn hàng tuần, nhưng lại cho rằng mình không biết chủ trương, không thực hiện chủ trương, không trực tiếp nhận tiền và không biết số tiền do phạm tội mà có là chưa thực sự thành khẩn, còn né tránh trách nhiệm. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu Công an tỉnh và các sở ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan, xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan đến vụ 148 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại thành phố Hồng Ngự. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như là trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nếu có. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế liên quan tập trung tối đa lực lượng y bác sĩ, thuốc, thiết bị, vật tư y tế để điều trị kịp thời cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Trước đó, từ sáng ngày 7 tháng 8 cho tới chiều ngày 12 tháng 8, sau khi ăn bánh mì của một cơ sở bánh mì ở thành phố Hồng Ngự, có 148 người phải nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Qua điều trị, có 44 người đã xuất viện, còn 100 người đang điều trị tại bệnh viện, 4 người được chuyển lên tuyến trên theo yêu cầu. Trong lúc tuần tra kiểm soát, sáng nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở hơn 11 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc. Xe tải mang biển kiểm soát 73G01298 do lái xe Phan Chí Thức, sinh năm 1991, trú tại Quảng Trạch, Quảng Bình điều khiển hướng từ Nam ra Bắc đến địa điểm km 631 quốc lộ 1A. Thì lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện xe chở trên 11 tấn mỡ động vật đang trong tình trạng bị phân hủy, bốc mùi hôi thối. Trong khi đó, thì lái xe không xuất trình được các loại giấy tờ xuất xứ liên quan đến số mỡ nói trên. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản, bàn giao vụ việc cho lực lượng quản lý thị trường, tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định.
Thời gian qua, tình hình dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Hà Giang diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn đối với người chăn nuôi. Hiện nay, thì ngành chức năng và các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp để ngăn chặn, khống chế dịch bệnh. Từ khi xuất hiện ổ dịch tại địa bàn Hà Giang cho đến nay, dịch tả lợn đã xuất hiện tại 6 huyện, thành phố trong tỉnh. Tổng số lợn đã tiêu hủy bắt buộc trên gần 1.800 con với trọng lượng là gần 70.000 kg. Các địa phương đã quyết định công bố dịch bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch động vật tạm thời nhằm ngăn chặn việc vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn ra khỏi địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Hà Giang đang tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, tập trung nguồn lực của địa phương kịp thời hỗ trợ bố trí kinh phí để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới. Các địa phương cùng cơ quan chức năng tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở để kịp thời phát hiện, khai báo và tiêu hủy triệt để lợn bệnh, lợn nghi bệnh, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không vứt xác lợn bệnh, lợn chết ra môi trường. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về tình hình của dịch tiêu chảy khiến cho hàng trăm con bò sữa chết. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào chiều ngày 11 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã thông tin về việc tiêm vaccine viêm da nổi cục Navet LPVac của Natveco có ảnh hưởng đến bò bị tiêu chảy. Vaccine Navet LPVac được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức mua sắm thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi và có liên danh 5 nhà thầu trúng thầu cung ứng 8 loại hàng hóa, gồm 6 loại vaccine, 2 loại hóa chất. Trong đó thì Navet LPVac do Navetco cung ứng. Việc mua sắm hàng hóa đảm bảo tuân thủ quy trình và các quy định của pháp luật. Theo lãnh đạo sở, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, xã để kiểm tra cụ thể tình hình, xác định nguyên nhân gây bệnh, tạm dừng việc tiêm phòng vaccine và triển khai một số biện pháp phòng chống bệnh tạm thời. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế. Tỉnh Belgorod giáp với tỉnh Kursk của Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi mà chiến dịch xuyên biên giới của Ukraine đã kéo dài hơn một tuần. Các cuộc pháo kích của lực lượng Ukraine đã phá hủy nhà cửa, sát hại và làm bị thương người dân tại Belgorod. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gradkov cho biết, tình hình tại vùng Belgorod đang rất căng thẳng và quyết định từ hôm nay sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng nhằm giúp cho người dân được bảo vệ tốt hơn. Giao tranh hiện diễn ra ác liệt ở tỉnh giáp Belgorod là Kursk sau khi quân đội Ukraine sáng ngày 6 tháng 8 triển khai binh sĩ cùng với xe tăng, thiết giáp tràn vào vùng này. Nga đã ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Kursk từ ngày 9 tháng 8. Chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết đã được Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cảnh báo đang là mục tiêu tấn công của các tin tặc nước ngoài. Thông tin được tiết lộ sau khi mà chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thông báo bị tin tặc nhắm đến qua hình thức lừa đảo bằng email. Cục Điều tra Liên bang Mỹ xác nhận đang điều tra các nỗ lực tấn công mạng của nước ngoài nhằm vào các chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng cử viên Dân chủ và Cộng hòa. Chiến dịch của bà Harris cho rằng việc áp dụng các biện pháp an ninh mạng mạnh mẽ đã giúp ngăn chặn tin tặc xâm nhập vào hệ thống của họ. Thưa quý vị, ông Tim Wan lần đầu tiên vận động tranh cử một mình tại Los Angeles với tư cách là ứng cử viên phó tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu trước các nghiệp đoàn tại Los Angeles, ông Tim Wan cam kết sẽ tham gia chính quyền để ủng hộ người lao động. Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi vô cùng biết ơn sự ủng hộ của các bạn đã dành cho chúng tôi. Tôi tự hào khi được đồng hành với Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Tim Wood đã gây sự chú ý lớn khi được Phó Tổng thống Kamala Harris chọn làm người đồng hành tranh cử cùng bà. Với quyết định này, Đảng Dân Chủ kỳ vọng sẽ củng cố sự ủng hộ của người lao động, nhóm cử tri đóng vai trò then chốt, có thể giúp đảng này chiến thắng tại các bang chiến địa như Wisconsin, Michigan và Pennsylvania. Iran đã bác bỏ lời kêu gọi của các nước phương Tây về từ bỏ đe dọa đáp trả Israel liên quan đến vụ thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh bị thiệt mạng. Trong một thông báo, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Nasser Kanani, nêu rõ việc các nước Pháp, Đức và Anh yêu cầu Iran từ bỏ hành động đáp trả, đi ngược lại các nguyên tắc và quy định của luật pháp quốc tế. Iran và Hamas cáo buộc Israel thực hiện vụ tấn công liên quan tới thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh bị thiệt mạng. Israel không thừa nhận, tuy nhiên cũng không phủ nhận cáo buộc này. Động thái này được cho là có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng hơn ở Trung Đông. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin chiều nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.